Rồi rồi, hay quá. Các bạn nha, mình là dân tộc Dao Thanh Y nè. Hôm nay là ngày rằm, ngày 14 tháng 7, ngày rằm của dân mình là lớn nhất. Các bạn nhớ xem và ủng hộ mình nha. Làm chương trình đi. Nhảy đúng không? Rồi. Rồi. Rồi rồi, hay quá. Có không có. Từ từ, treo cái này vào đây. Nó thoải mái cái tay mình đi. Anh ơi, anh quay ở đâu? Cho em một cái đoạn clip đi một vòng đường ống. Được. À, được hả? Được. Rồi bốn đứa mình dắt tay nhau đi nhá. Ở đâu ra mà mặc mấy đồ này hay quá vậy? Thuê đấy. Thuê. Từ Thái Bình mà thích cái chợ này quá mà vào. Thái Bình. Thôi tắt đi đã, chút nữa. Đi lại. Nào nào nào. Đây là clip bốn đứa mình đi đi. Rồi rồi, đi đi, cứ đi đi. Quay xong có gửi được không? Cái này em lên YouTube. À, lên YouTube hả? Dạ. Đi vô trong hàng nhé. Lạc vào chợ mông ha. Đây là ngày gì mà quý anh chị mặc áo lộng lẫy và đẹp đẽ như thế này ha? À, theo chương trình hôm nay là ngày rằm của dân bọn mình nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, ngày rằm lớn nhất của dân Dao bọn mình á. Nên nói chung là một năm mới có một ngày rằm này thôi. Bọn mình cùng nhau tụ tập lại để mặc lại những cái đồ dân tộc á. Để lâu lâu mình còn có để chiêm ngưỡng chứ không là sợ nó mất đi cái nguồn gốc ấy. Có gì mong mọi người xem và ủng hộ cho dân Dao bọn mình. Rất chi là tuyệt vời. Thì với những nét đẹp và những phong tục tập quán của dân tộc Dao Thanh Y ha. Nào các bạn ơi, đi vô đây nào. Hai cái. Ê!
mặt và nhóm đấy nhóm nào á? Đây là những cái nét đẹp và những cái cảnh đẹp cực kỳ là tuyệt vời ha mọi người ha. Đó. Mình thấy rất là ok. Đây là một cái nét đẹp và một cái cảnh đẹp rất chi là lưu luyến ha mọi người ha. Thì mọi người thì nhìn thấy video này thì mong cô chú anh chị nhấn like và ủng hộ ha. Thì đây là một cái phong tục tập quán của dân tộc Giao Thanh Nghi thì ở tại Đắk Nông này, thì mong cô chú anh chị để xem video này để trải nghiệm được những cái cuộc sống và những cái niềm vui bất ngờ thì đến từ những cái cô chú anh chị. Nó là rất chi là đẹp ha. Đây là những cái nét đẹp và những cái cô gái rất chi là thuần khiết ở tại xã Nâm Nà Đia, huyện Krông Nô của tỉnh Đắk Nông. Thì nếu như cô chú anh chị có thể ở xa đến thì mình có thể tham quan du lịch và những cái điểm đến, ví dụ như là đập Y Thịnh, rồi còn có thể đi tham quan hồ san hô hoặc là thác Đờ Láp Sáp, rồi còn có đầm sen, còn có những cái thú vui trò đùa khác ở tại xã Nâm Nà Đia, huyện Cà Đông Nô này. Thì mọi vật trong khung cảnh ở cái khu vực này thì mình thấy cũng khá là đẹp và đáng để lưu luyến khi du khách đến những cái điểm đến như thế này và được trải nghiệm và được ngắm gái xinh như này ha. Nhất là những cô gái dân tộc Giao, rồi những cô gái dân tộc Mông thì cũng rất chi là đáng lưu luyến và đáng để cho chúng ta có một gợi cảm về cái ký ức, về những cái tuổi thơ, rồi về những cái phong tục tập quán của từng dân tộc. Thì Việt Nam mình có 54 dân tộc ha. Thì cô chú anh chị thì cũng nếu mà đến ở những cái điểm này thì mình cũng có thể gọi là đến để giải trí, để vui chơi, đi du lịch, để tham quan những cái nét đẹp thuần khiết. Còn đây là một cái điểm chen ha, điểm chen của thôn Quảng Hà, xã Nam Nhà Đi, huyện Cà Đông Nô, tỉnh Đắk Nông. Ở tại nơi này thì mình có thể đó, đây là chủ các anh chị thì đã được đến nơi này để vào cái ngày rằm 14 tháng 7 âm lịch, thì là những cái nét đẹp của dân tộc Giao Thanh Y rất chi là thuần khiết và đã được UNESCO công nhận là những cái bộ quần áo có những đầy đủ những màu sắc rất là đẹp, và để cho cô chú anh chị nhìn ngắm một cái nét đẹp riêng cho từng cái dân tộc. Mỗi dân tộc đều có một cái phong cách và cái tâm phong tục tập quán riêng. Thì còn riêng ở đây là dân tộc Giao Thanh Y, và những cái ngày rằm đó, những cái ngày rằm thì thường thường là hay tổ chức đi để dã ngoại, rồi mặc lại những cái trang phục của phong tục tập quán để chống lãng quên, để cho tất cả cô chú anh chị với một cái nét đẹp và một cái gọi là ôn lại những cái xong nhộn. Thank you.
sẽ đến lỡ nhọn hà. Đây là những cái trang phục của dân tộc Cao Nguyên, có một cái nét đẹp như thông thường. Sẽ dân để vậy nên là cổ hà hơi màu xanh, màu đỏ, màu trắng tùy theo. Rồi dân tộc quay phim, lại quay phim. Tuy rằng những bộ đồ này không được lộng lẫy bằng những trang phục của dân tộc, đây cũng là một cái nét đẹp riêng và một cái phong tục tập quán rất chi là không thể bỏ qua được. Hơi có bài tán, có lễ bài ghê. Dạ, kèn chú già. Rồi thì bây giờ cũng là gần 12 giờ trưa rồi ha. Thì mình cũng xin khép video clip tại đây. Mong cho cô chú anh chị khi cảm thấy xem cái video này cảm thấy hay thì nhấn like và đăng ký ủng hộ cho bất động sản du lịch và khảo sát những cái nét đẹp dân tộc và những cái phong tục tập quán ha. Rồi đến đây thôi, mình cũng xin khép video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú các anh chị nha.